Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà các lực lượng vũ trang tỉnh, gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, lãnh đạo thành phố Lào Cai, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người cao tuổi, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quân sự quốc phòng được củng cố, tăng cường, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chăm lo cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhà tiếp tục phát huy nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dành cho Lào Cai. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nhiệm vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, phấn đấu đưa Lào Cai sớm trở thành tỉnh khá, tiến tới là tỉnh phát triển của cả nước. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của thành phố Lào Cai, trao tặng 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà lực lượng vũ trang tỉnh.